Nguyễn xin chào quý vị và các bạn trở lại kênh Sống Đàn Nguyễn nha. Thì hôm nay Nguyễn test cái đàn thùng 3 tầng, đúc kết 3 tầng ha. Nó gốc tốt. Đây. Cái này là mẫu này là cùm đỏ nha cả nhà. Cùm đỏ. Này khóa đúc. Cái này mẫu này thì có giá là 3 triệu rưỡi. Đó. Thì quý anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ Nguyễn nha. Số điện thoại Duy Nguyễn là 0987 994 759. Thì anh em mình có thể kết bạn Zalo hoặc là Facebook, người Duy Nguyễn sẽ inbox hình trực tiếp cho cả nhà mình ha. Rồi thì phụ kiện đi kèm thì theo mua đàn thì bao da và một chục sợi dây số 1, phím khẩy và hộp đựng phím. Rồi, Duy Nguyễn mời cả nhà mình cùng tham khảo với phần âm sắc nha. Cái này kêu tiếng khá là chắc, hay. Cảm tại vì nhà em gần cái đường lộ á, cho nên là xe nó hay chạy, chứ giờ lại người ta đi qua lại nó cũng nhiều quá, nó hơi ồn. Thì cái nhà mình cũng chịu khó lắng nghe giùm em ha. Thì số điện em nhắc lại là số điện thoại em là 0987 994 759. Thì cái đàn này có giá là 3 triệu rưỡi nha cả nhà. Rồi Dương Nguyễn kính chúc tất cả quý anh em mình theo dõi kênh của Dương Nguyễn thật là nhiều sức khỏe ha. Rồi Dương Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý video tiếp theo ạ.